chứng khoán tăng mạnh, nhà đầu tư trong nước lại đổ xô mở tài khoản. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước tăng mạnh sau khi chạm đáy vào tháng 4. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 145.864 tài khoản chứng khoán trong tháng 6. Con số này tăng hơn 45.000 tài khoản so với tháng trước và là mức cao nhất trong vòng 10 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội tăng mạnh sau khi chạm đáy vào tháng 4. Các nhà đầu tư cá nhân vẫn là lực lượng nòng cốt khi mở mới đến 145.856 tài khoản chứng khoán vào tháng 6 vừa qua trong khi các tổ chức chỉ mở mới 8 tài khoản. Tính đến cuối tháng 6, tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt mức 7,25 triệu tài khoản, tương đương khoảng hơn 7,2% dân số. Số lượng tài khoản mở mới tăng mạnh trong bối cảnh thị trường cũng tiếp đà hồi phục mạnh mẽ trong tháng 6. VN Index tăng hơn 4% cùng giao dịch đầy sôi động, thanh khoản thị trường có nhiều phiên chạm ngưỡng tỷ đô la Mỹ. Riêng trên HOSE, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với tháng trước và là mức cao nhất trong hơn một năm kể từ tháng 4 năm 2022. Thị trường đi lên mạnh mẽ thời gian qua phần nào đã thu hút dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại sau thời gian nghỉ chơi. Theo pin Eli Fund, một phần tiền gửi ngân hàng chuyển sang cổ phiếu đã đẩy giá trị giao dịch trung bình hàng ngày tăng lên. Ngoài ra, margin cũng được kích hoạt sau khi lãi suất có xu hướng quay đầu giảm. Từ trung tuần tháng 3, ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước đã có 3 đợt giảm lãi suất điều hành liên tiếp. Sau điều chỉnh của ngân hàng nhà nước, lãi suất huy động và cho vay bắt đầu giảm, thanh khoản của các ngân hàng đang được cải thiện ở mức tốt. Lãi suất huy động giảm đã giúp thị trường chứng khoán dần trở nên hấp dẫn hơn so với thời điểm đầu năm 2023. Lãi suất giảm kỳ vọng sẽ dần có tác động tích cực tới thu nhập thị trường trong thời gian tới cũng như giảm chi phí cơ hội khi đầu tư chứng khoán dòng tiền nội có dấu hiệu trở lại tuy nhiên khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng bán dòng dù cường độ đã có phần bớt dồn dập hơn. Trong tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài đã bán dòng gần 400 đồng trên hồ Đây là giá trị bán dòng thấp nhất trong quý 2 sau khi khối ngoại đã bán dòng lần lượt 2.800 tỷ trong tháng 4 và hơn 3.000 tỷ trong tháng 5. Trong tháng 6 vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 196 tài khoản, giảm so với con số 221 tài khoản của tháng trước đó. Về cơ cấu, nhà đầu tư cá nhân mở mới 174 tài khoản, tổ chức mở mới 22 tài khoản trong tháng vừa qua. Thời điểm cuối tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 43.882 tài khoản.